từ 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 anh á, bình tĩnh, kéo mắt kính lên cao, đẩy mắt kính lên tí không thấy mắt đâu á. Rồi hít thở sâu vô cái này, căng thẳng quá nè, đứng nhìn tao mày tàn ác quá mày. Rồi ok, 1 2 3 máy chạy. Ủa mình xin chào gì vậy? Xin chào em, à, tên tuổi em xin, ủa xin chào, à à à rồi em tên là. Rồi 1 2 3 máy chạy. Xin chào mọi người, em tên là Cao Thị Thanh Trúc. Năm nay em 16 tuổi, sống ở thành phố Vũng Tàu. Điều em thích nhất ở Vũng Tàu là được quay quần bên gia đình cùng ngắm hoàng hôn là mỗi buổi chiều. Ủa, gì hả? Nhanh. Đúng rồi, nhưng mà nên chậm lại tí xíu. Thông điệp đó là ok vì gia đình, vậy là ok rồi. Nói chậm lại và như là cái cách mà con nói á, do là cái con giống như rapper vậy, con đọc nhanh hiểu không? Đó là cần con chậm lại đi xíu. Mở cái miệng ra. Kiểu mà xử lý âm thanh vậy khó lắm, chứ không phải đơn giản. Chị đọc nhanh đi. Khó lắm. Nhưng mà trong trường hợp này thì mình cần đọc chậm. Ok ha. Anh này không rap được nè. Rồi cả nhà mình im lặng nha. Quay shot này nhanh đi anh, là đau bụng lắm rồi, rung tay rồi. Ok, 3, 2, 1, bắt đầu. Xin chào mọi người, em tên là Cao Thị Thanh Trúc, năm nay em 16 tuổi, sống ở thành phố Vũng Tàu. Hiện tại thì em đang học tập tại trường Trung học Phổ thông Vũng Tàu 3. Và điều em thích nhất ở Vũng Tàu chính là cùng được gia đình quây quần bên nhau và ngắm cảnh hoàng hôn vào mỗi buổi chiều. Ok, rồi thêm tiếp tục các bạn nào. Ok, tới bạn nào nào. Thôi, vô giới thiệu.